Rồi, hello, mình xin chào tất cả mọi người nha. Thì theo cầu của bạn rất là nhiều luôn, tới 4-5 bạn lận có yêu cầu mình làm cái bản ngọc của A Thu á. Thì mình sẽ chia sẻ bản ngọc A Thu ở mùa mới này nha. Thì cũng xin chia sẻ mọi người là khi mà chơi A Thu á thì mình chơi rất là thích. Mình chơi A Thu từ rất là lâu và mình nói chung là mình có thể là top A Thu á. Mình chơi vị tướng này là rất nhiều ngọc. Bản ngọc thì đi solo top cũng có, bản ngọc chống chịu cũng có. Thì vị tướng này á, thì nó cực kỳ là mạnh đó mọi người. Thì sau đây mình sẽ chia sẻ cho mọi người nha. Thì khi chơi thu á, cái vị tướng này á, mình sẽ lên cho nó hai cái bản ngọc. Một cái bản ngọc là mình đi solo, và một cái bản ngọc á là chống chịu, và một cái bản ngọc vừa solo vừa chống chịu luôn. Thì mình thích lên cái nào thì mình lên, nhưng mà phải tùy theo tem gặp solo của vị tướng nào á, thì mình lên cái nào nữa nha. Thì thứ nhất mình sẽ chia sẻ bản ngọc đầu tiên nha. Bản ngọc thu ở mùa mới này á, thì mình sẽ lên cho nó là tốc đánh máu tối đa và giáp là 10 viên ngọc đỏ nha. 10 viên tốc đánh là 1%, máu tối đa 33,7, giáp là 2,3 nha. Còn ngọc tím á, thì mình sẽ lên cho nó tốc đánh và tốc chạy 10 viên. Tốc đánh là 1%, tốc chạy là 1%, mình lên 10 viên nha. Còn ngọc xanh thì lên máu tối đa giảm 1 chiêu, máu tối đa là 37,5, giảm 1 chiêu là 0,6%. Thì bán ngọc này đi top, nhưng mà nó sẽ theo cái kiểu chống chịu mọi người. Tại sao mình lại lên cho nó đây cái tốc chạy tốc đánh, tại vì nó mình muốn á cho nó có lộ di chuyển tốt để mà bảo kê AD đi mà di chuyển lên đó mọi người, để mà hỗ trợ nhau thôi. Cái bản ngọc này thì sẽ thủ nhiều, thì nó có giáp cộng 23, máu tối đa là 712, tốc chạy là 10% và tốc đánh là 20% nha, giảm hạt chiêu là cộng 6%. Thì sau đây là mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái bản ngọc dành cho đi top, nhưng mà nó sẽ mang theo kiểu là có sát thương nha. Thì mình sẽ lên như sau. Ngọc tím chỉ khác cho ngọc tím thôi, chứ còn ngọc đỏ và ngọc xanh nó cũng giống nhau mọi người. Ngọc đỏ thì nó cũng lên tốc đánh, máu tối đa và giáp. Còn ngọc xanh thì nó cũng lên là máu tối đa và giảm hồi chiêu. Tiếp theo là còn ngọc tím này á, thì sẽ lên công vật lý và xuyên giáp. Sorry ghi mọi người nha, công vật lý và tốc chạy. Đó, thì đây là cái bản ngọc mà dành cho đi solo luôn, đánh trực diện luôn, là đi solo tay đôi với mọi người. Thì tất cả đối với tướng nào mình cũng đi solo này luôn á, là mình lên nhập này mình chơi đi solo tự chuyện nha. Còn nếu mà mình chơi theo kiểu thủ luôn mà DSP á, thì mình sẽ lên như sau nha. Ngọc đỏ cũng như vậy luôn, cũng không đổi hết, tốc đánh máu và giáp. Ngọc xanh thì cũng vậy luôn, đây máu tối đa giảm hàng chiêu luôn, chỉ khác nha ngọc tím thôi. Ngọc tím này đi theo kiểu SP á, thì mình sẽ lên như thế này nè, máu tối đa và máu và tốc chạy 10 viên luôn. Đó, đây là bản ngọc cho thu mình hay chơi. Thì bản ngọc này thì đi SP rất là ok nha mọi người. Còn cái phần tiếp theo mình sẽ chia sẻ đó chính là cái trang bị và phù hiệu. Trang bị của thu á, thì đầu tiên mình đã chia sẻ kiên cường trước. Món thứ hai thì khi đi cái nào cũng dễ chân, mình đi SP là đi dễ chân, mình cũng lên món phụ trợ, cái đại địa mới chói nha mọi người, để mà miễn khống hồi máu, hoặc là cái đại địa hủy diệt. Thì hai cái này mình sẽ luôn chọn đó, một cái làm chậm và một cái miễn khống hồi máu nha. Và cái món này thì mình sẽ lên một là cái này, cái nham thuẫn. Rồi sau đó mình lên cái đại địa thần khiên. Rồi sau đó mình lên cái quy chuyên choi luôn, nếu mà tên bạn bác sư sát thương cao. Còn nếu mà bác sư sát thương không cao thì lên cái đại cái khiên quyền thoại nha. Cuối cùng thì mình lên cái giáp phòng mệnh. Giáp phòng mệnh đó mọi người. Thì món giáp phòng mệnh xong thì mọi người có thể trang bị cho thu món nào cũng được, tùy vào tem mà mình chơi nha. Hoặc là mình là mắc giáp mệnh thì mình lên giáp khốn khổ nha. Rồi sau đó mình cứ bán mình lựa cái trang bị mà nó khắc tem bạn là ok rồi. Còn về cái phù hiệu thì mình chọn hai cái nha. Đây là cái phù hiệu giáp mộc phòng ngự nha. Và một cái phù hiệu nữa mình chia sẻ cho mọi người đó chính là cái sát thương. Đây là nó sẽ trói buộc á mọi người. Nó sẽ phù hợp với cái bản ngọc mà mình lên giảm hồi chiêu á, ở 10 viên ngọc xanh á, thì nó cũng như cái hai bản ngọc hồi nãy, ba bản ngọc luôn mình đều có giảm hồi chiêu. Nhưng mà cái bản ngọc này nó sẽ phù hợp cho DSP, là cái kiểu là ngọc tím mình lên là máu và hồi máu tốc chảy mọi người. Thì đó là bản ngọc phù hợp cho ngọc thứ ba đó. Còn cái này á thì nó sẽ phù hợp cho bản ngọc thứ 1 và thứ 2 mình chia sẻ hồi nãy nha. Rồi, cái phần chia sẻ về bản ngọc A Thu mùa này đến đây là hết nha. Mình xin chào tất cả mọi người. Và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tiếp theo nha.